chuẩn bị cho hàng đi các bác nhé. Ở bên em thì hàng thì đi trong ngày, ở bên em ship qua đường bưu điện. Mọi người quan tâm mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhé. Đây là số điện thoại bên em tỏa máy bãi này. Đó. Chào em gái. Rồi. Hàng đã cho đi và khách đặt cọc thì em đã chuyển hàng. Rồi bây giờ giới thiệu mọi người một con máy Estin MS200 mọi người nhé. MS200 thì xích thì con này. Đó, mọi người thấy này. Xích thì khoảng 90%. Xích 90%. Lam này là lam zin theo máy mọi người nhé. Lam zin theo máy. Đó, lam zin theo máy. Nước cái nước na lam của họ là họ tôi đây mọi người này. Tôi nó xanh lè luôn. Đó. Em xịt nó chóc sơn đi. Rồi, ok, bây giờ em sẽ test thử cho mọi người nhé. Máy đẹp. Lam hơi chảy thôi, nhưng mà lam không có bị hư mọi người nhé. Lam không có bị hư. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đây giúp em tải máy bãi này. Em thì chuyên bằng bên hàng nội địa. Đây là hàng này là hàng MS200 sản xuất tại Đức mọi người nhé. Hàng này sản xuất tại Đức. Đó. Mua hàng thì mọi người có thể đặt cọc phí vận chuyển hoặc là chuyển khoản thì mọi người sẽ được bao cái phí ship luôn. Mua hàng thì mọi người sẽ được tặng một rũa, một buji và một tẩu mở buji. Rồi. Ok. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em tải máy bãi nhé. Bây giờ em sẽ test trước rồi sẽ báo giá cho mọi người. Đây, lấy cái kia đã. Lấy cái kia để kê. Rồi, lấy đạn. Bìa này đi. Rồi. Đó, tin thì mọi người khởi động là sẽ bóp hết ra, ấn cò xuống. Trước tiên thì sẽ kiểm tra xăng nhé. Trời, khô à. Kệ đi, kết đại nhá. Rồi, làm nhanh chóng cho mọi người này. Giật khi phát ra tiếng nổ thì mọi người hất nhẹ lên cả. Bơm nhớt này mọi người. Để găng tia hơi nhỏ để em lấy cái tua vít chỉnh lên một chút đấy. Đây, đây dùng một cái tua vít nhỏ như thế này chỉnh cái găng tia lớn lên một chút này. Rồi, ok. Zin nguyên bản mọi người nhé, chế zin nguyên bản. Rồi những cái dòng này á thì nó tay giật của nó này mọi người, nó có cái lò xo ở bên trong, nó cũng sẽ có một cái lò xo, khi mọi người lôi mạnh á, nó sẽ lòi ra đây. Đó, nó sẽ thu lòi ra đây này. Đó, cái lò xo ở bên trong cái phần trắng trắng này có một cục nhựa, nó có lò xo. Khi mọi người giật ấy, thì nó sẽ giảm đi cái lực giật của mọi người và nó không ảnh hưởng tới con chó. Con chó giật ở bên trong, chó giật ở bu li. Máy còn rất là đẹp nha mọi người nhé. Nó sản xuất năm 2001 chứ không phải là 199 mấy. Đó, cái đời này là đời sản xuất 2001. Bình xăng của nó là lắp gài. Đó. Đời 020 thì sẽ là lắp vặn. Rồi, ok. 020 và MS200 thì nó chỉ khác nhau cái tem và cái bình xăng thôi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Con máy này em tải bãi bán cho mọi người là 3 triệu nhé. Rồi, chào mọi người.
Nếu mọi người thấy máy ok thì hãy để lại một like, một đăng ký kênh. Còn có ý kiến gì hãy để lại một dòng bình luận. Em tỏ rất cảm ơn mọi người. Xin chào.